Còi. Đây là em còi. Hình hài em còi. Đó. Ngoài em còi ra có một em ở cây đào đang tập gáy thôi. Gáy rất ấm. Hàng ngày mình luôn đăng những cái clip của mình ra từng số một. Anh em nào muốn tìm những chú chim gáy thật chất nhất và đúng uy tín nhất thì anh em đăng ký kênh chim cu gáy hay chim cu gáy hay trên YouTube của Thao. Số điện thoại là 0163 5305 982. Anh em sẽ mua được những con chim ưng ý. Rồi, em này là gáy gọi. Này gọi là em clip số 55 gáy gọi. Con này là chim rừng. Chim rừng mới thuần hóa được một chút. Clip số 55. Con này nó cũng non chim thôi, mới mới chưa được một năm. Chưa được. Con này clip số 55, anh em nào thích con số 55 alo. Này mưa nó hơi ỉu rời.